Bản tin VOA Express Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 15 tháng 12, 2018. Trà My kính chào quý vị. Hai cựu Thứ trưởng Công an bị khởi tố, người Việt Nam gửi lượng kiều hối kỷ lục về nước. Việt Nam quan tâm tới việc đăng cai cuộc gặp Mỹ-Triều. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Hai cựu Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân bị khởi tố điều tra về những sai phạm liên quan tới vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm. Ngày 14 tháng 12, Cổng Thông tin Bộ Công an thông báo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành, hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an, cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 285 Bộ Luật Hình sự năm 99. Quyết định được đưa ra sau khi vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do Vũ Nhôm và đồng phạm thực hiện được mở rộng điều tra. Vũ Nhôm hiện đang thụ án 8 năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Thứ trưởng Công an Trần Việt Tân đã nghỉ hưu từ tháng 2 2016, từng lên cấp thượng tướng vào năm 2013, nhưng tới tháng 8 năm nay ông bị giáng xuống trung tướng do sai phạm trong vụ án Vũ Nhôm. Ông Bùi Văn Thành từ trung tướng bị giáng xuống đại tá vì vai trò là Thứ trưởng Công an, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật trong khi xảy ra sai phạm. Trước khi bị khởi tố, cả ông Tân lẫn ông Thành đã bị tước danh hiệu Công an Nhân dân. Số tiền mà công dân Việt Nam kiếm được ở nước ngoài tăng lên và hiện tại Việt Nam là nước đứng thứ 10 về lượng kiều hối từ người lao động của mình ở các nước khác trên toàn cầu. Theo thống kê từ báo cáo tóm tắt về phát triển và di dân của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã nhận tổng cộng 15,9 tỷ đô la kiều hối trong năm 2018, theo Vietnamnet. Hầu hết số tiền được gửi về Việt Nam đã được đầu tư vào bất động sản. Năm 2017, kiều hối gửi về Việt Nam đạt 13,8 tỷ đô la, tức là tăng 16% so với năm trước đó. Việt Nam bày tỏ quan tâm về chuyện đứng ra làm chủ nhà cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ nhì được đề xuất giữa hai ông Kim Jong-un và Donald Trump. Các quan chức cấp cao của Việt Nam nói với chính phủ Hàn Quốc rằng họ quan tâm tới việc tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hoa Kỳ nếu diễn ra, một quan chức Hàn Quốc nói với CNN. Cũng chính nguồn tin này trong chính phủ Hàn Quốc nhắc lại thông tin trước đó nói rằng các quan chức Triều Tiên đã bày tỏ sự hối tiếc một cách không chính thức về việc một công dân Việt Nam bị cáo buộc phạm tội giết ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong-un, mặc dù nguồn tin nói thêm cho rõ rằng đây không phải là lời xin lỗi hay thừa nhận trách nhiệm. Triều Tiên trước nay kiên quyết phủ nhận đứng sau vụ ám sát ông Kim Jong-nam ở sân bay Kuala Lumpur, Malaysia vào tháng 2, 2017. Công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương và Sisi Asiat, người Indonesia, đang bị xét xử về vụ án mạng sau khi họ bôi thuốc độc thần kinh chết người VX lên mặt ông Kim Jong-nam. Bị can khai là đã bị tình báo Triều Tiên lừa và tin rằng họ đang tham gia một trò chơi truyền hình. Thời điểm và địa điểm cho cuộc gặp thứ hai giữa ông Kim và ông Trump hiện chưa được quyết định, trong bối cảnh các cuộc đàm phán bị đình trệ về vấn đề giải trừ hạt nhân của Triều Tiên. Dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy vừa lên tiếng chỉ trích việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khởi động chính sách trục xuất người tị nạn Việt Nam tới Mỹ trước năm 1995. Trang Orlando Sentinel dẫn lời bà Stephanie Murphy, một người tị nạn Việt Nam và cũng là dân biểu liên bang đại diện cho bang Florida, cho biết bà rất quan ngại tới một chính sách của chính quyền Tổng thống Trump có thể dẫn tới khả năng trục xuất những người Việt tới Mỹ xin tị nạn từ hậu quả của chiến tranh Việt Nam, đã định cư ở Mỹ nhiều thập niên và bị kết án vì những vi phạm. Bà Murphy nói, bà hết sức lo lắng về việc chính quyền Trump cố gắng tái đàm phán bản ghi nhớ 2008 Việt-Mỹ liên quan tới khả năng trục xuất những người gốc Việt tới Mỹ trước năm 1995. Hôm 13 tháng 12, các dân biểu liên bang Mỹ đại diện cho các địa hạt có đông di dân gốc Việt đã cùng nhau ký vào thư kiến nghị gửi Tổng thống Donald Trump kêu gọi chính quyền của ông đừng thương thảo lại bản ghi nhớ 2008, mà theo đó những người Việt nào qua Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 95 sẽ không bị trục xuất. Các dân biểu này nói, việc này sẽ đẩy hàng ngàn người Việt tị nạn Cộng sản về lại chế độ mà họ đã bỏ chạy từ nhiều năm trước, ly tán hàng ngàn gia đình và gây gián đoạn nghiêm trọng cho các cộng đồng di dân và tị nạn ở Mỹ. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới.
đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Cách cố đô Huế khoảng 70 cây số về phía nam, cách thành phố Đà Nẵng 30 km, đầm Lăng Cô nằm sát phía bắc đèo Hải Vân, nổi tiếng với nghề nuôi hàu và đánh bắt tôm cá cua ghẹ, cung cấp cho thị trường miền Trung. Gặp những ngày thị trấn Lăng Cô mưa dầm, các cư phủ đành xếp mái chèo, neo chặt thúng để chờ đợi. Chỉ cần trời ngớt mưa, vài ngư phủ lại sửa sang con thuyền cho chuyến ra khơi. Vì mối màng đang chờ, người dân nơi đây còn quay lưới trên đầm để nuôi cá, nuôi hàu, góp phần làm tăng sản lượng khai thác hải sản ở Vịnh Lăng Cô để cung cấp thị trường khu vực miền Trung. Dạ không, đây mình nuôi trong cũng có, mình đánh bắt cũng có, nuôi hàu với cá, nhiều chứ. Nhiều nha, họ chứ núi trong cả mấy hẹt luôn chứ. Mưa miền Trung thường dai dẳng, có khi ròng rã kéo dài suốt mấy ngày trời. Với thời tiết đó, những chiếc thuyền đành neo đậu chổng chơ và cũng có vài ngư phủ thả bộ ra biển để đánh bắt gần bờ trong những hôm mưa gió rét cằm thế này. Cũng có ghe liều lĩnh bơi ra xa mặt đầm ngay trong mưa để mưu sinh. Thấp thoáng là nhà chòi được người dân Lăng Cô dựng ở ngoài khơi xa, là nơi để ngư phủ dông ghe thuyền ra đánh bắt đang chìm trong màn mưa xứ Huế. Cá tôm mùa mưa dầm không phải vì thế mà hiếm hoi ở các chợ, vẫn có những ghe thuyền cỡ lớn không ngại mưa dông để ra khơi đánh bắt. Thì có mực, vẫn có mực. Tùy theo sản phẩm mà, nhưng nhiều chất thì 5-7 triệu, 10 triệu. Rồi vẫn tòm đủ cái gì cũng không có dư gió. Đời sống ngư dân Lăng Cô mùa này là vậy. Dứt mưa là chuẩn bị ra biển. Người Lăng Cô không chỉ giỏi nghề đánh bắt thủy hải sản, mà họ còn biết nuôi tôm cá hàu ngay trên vùng đầm. Với họ thì mưa gió xứ biển miền Trung đã quá quen thuộc từ nhiều đời, nên chẳng ai thắc mắc chi chuyện thất thường của những điều mà giới khoa học cảnh báo là biến đổi khí hậu, là hậu quả nhãn tiền của nạn phá rừng đầu nguồn gây lục lội. Và ngay bây giờ là bản tin thế giới. Hai người phụ nữ bị cáo buộc sát hại người anh cùng cha khác mẹ bị hắt hủi của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ở Kuala Lumpur ra tòa lần nữa hôm 14 tháng 12. Đoàn Thị Hương đến từ Việt Nam và cô Siti Aisyah, người Indonesia, là hai nghi phạm bị chính quyền Malaysia bắt giữ sau vụ sát hại ông Kim Jong Nam ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hồi tháng 2 năm 2017. Luật sư của cô Siti Aisyah cho biết trong phiên tòa hôm 14 tháng 12, tòa nghe yêu cầu từ thân chủ của ông đòi cung cấp cho phía bị đơn lời khai của 7 nhân chứng vốn rất quan trọng đối với việc biện hộ cho bị cáo. Tòa án sẽ quyết định về yêu cầu này vào tuần tới. Trung Quốc hôm 14 tháng 12 kịch liệt phản đối một dự luật có liên quan đến Tây Tạng do Thượng viện Mỹ thông qua mới đây, đồng thời kêu gọi chớ ban hành thành luật. Tại một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khang đưa ra tuyên bố này, phản hồi việc Thượng viện Mỹ trong tuần này thông qua đạo luật tiếp cận tương hỗ Tây Tạng 2018. Dự luật giờ được chuyển đến Nhà Trắng cho Tổng thống Donald Trump ký thành luật nhằm tăng cường khả năng tiếp cận Tây Tạng cho các nhà báo, nhà ngoại giao và du khách Mỹ bằng cách từ chối nhập cảnh Mỹ các quan chức Trung Quốc bị xem là chịu trách nhiệm cấm đoán tiếp cận Tây Tạng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khang cho biết dự luật này can thiệp chuyện nội bộ của Trung Quốc và liều lĩnh không thèm đếm xỉa đến sự thực cũng như đi ngược lại những chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Nhấn mạnh rằng các vấn đề liên quan đến Tây Tạng là chuyện nội bộ của Trung Quốc, không nước nào có thể can thiệp. Ông Lục nói bất cứ người nước ngoài nào muốn đến thăm khu tự trị Tây Tạng đều có thể nộp đơn xin qua các kênh thông thường. Ông Lục nói đông đảo du khách trong và ngoài nước đến thăm Tây Tạng mỗi năm để du lịch hay đi làm ăn và rằng gần 40.000 công dân Mỹ đã đến Tây Tạng kể từ năm 2015, trong đó có lãnh đạo phe thiểu số ở Hạ viện, nhiều thượng nghị sĩ và các tổ chức khác. Điện Kremlin hôm 14 tháng 12 nói các cáo buộc nhắm vào một phụ nữ Nga người đã nhận tội ở tòa án Mỹ là làm gián điệp cho Nga là không có cơ sở. Cô Maria Butina hôm 13 tháng 12 đã nhận tội ở Washington là cô đã làm việc như là gián điệp của Điện Kremlin để âm mưu xây dựng mối liên hệ với Hiệp hội Súng trường Quốc gia, tổ chức vận động cho quyền sở hữu súng đạn và thâm nhập vào nội bộ Đảng Cộng hòa để lấy thông tin về cho Moscow.
Phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 14 tháng 12 nói rằng chính phủ Nga xem các cáo buộc nhắm vào cô là hoàn toàn không có căn cứ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói lời nhận tội của Putina chỉ đơn giản là một phần của gói mặc cả lời khai và rằng cô chỉ thỏa thuận nhận tội để được tự do. Ông cho rằng cô này đã bị tra tấn một kiểu nào đó bởi các quan chức thực thi pháp luật của Mỹ. Putina hồi tháng 7 bị buộc tội làm việc bất hợp pháp như là một điệp viên Nga không đăng ký và có âm mưu. Ban đầu cô nói là mình không có tội, nhưng đến hôm 13 tháng 12, cô thừa nhận với thẩm phán Liên bang Mỹ Tania Chutkan rằng cô làm việc cho chính phủ Nga. Cô Putina đối mặt với án tù 5 năm và vẫn bị giam trong nhà lao trong khi chờ đợi tuyên án vào ngày 12 tháng 12. Cô có thể bị trục xuất về Nga sau khi thọ án tù ở Mỹ. Vào cuối kỳ họp thượng đỉnh kéo dài 2 ngày của các nhà lãnh đạo EU, Thủ tướng Anh Theresa May hôm 14 tháng 12 cho biết các cuộc thảo luận giữa bà với lãnh đạo của 27 nước EU còn lại đã đảm bảo với bà rằng bà vẫn có thể được EU làm rõ thêm về thỏa thuận Brexit để giúp bà giành được sự ủng hộ của Quốc hội Anh. Thủ tướng Anh nói thêm rằng các cuộc thương thảo về Brexit sẽ trở nên khó khăn khi gần về cuối. Tối ngày 13 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nói trong một cuộc họp báo rằng lời kêu gọi của nước Anh đòi EU giúp đỡ Brexit là mù mịt và mơ hồ. Các nhà ngoại giao cho biết trong các cuộc hội thoại, các nhà lãnh đạo khác cũng có lời phàn nàn tương tự mà họ đã nói thẳng với nhà lãnh đạo Anh vốn đang ngập ngụa trong khó khăn. Trong khi trẻ em trên khắp thế giới nô nức chờ đón Giáng sinh, trẻ em ở Cộng hòa Séc trước tiên phải đối mặt với ác quỷ nếu muốn gặp được Thánh Nicholas, tức ông già Noel. Trẻ em được đưa vào một hang động bằng sa thạch để đối mặt với những câu hỏi của ác quỷ trước Giáng sinh để xác định xem các em trong năm qua có ngoan hay không. Mặc trang phục rùng rợn và đeo cặp sừng to, những ác quỷ đi tới đi lui trong hang Pekani Dolly và phát ra những tiếng động lớn. Ác quỷ đưa những em nhỏ nhất vào một cái chuồng nhỏ và hỏi xem các em có ngoan không? Những em nào có thể thuyết phục ác quỷ rằng chúng ngoan ngoãn sẽ được phép cho đi gặp Thánh Nicholas và được thưởng quà. Em nào trả lời sai có thể bị giữ lại trong hầm mỏ địa ngục, tên thật của hang Pekani Dolly. Hàng năm vào ngày 5 tháng 12, người Séc mừng lễ Thánh Nicholas. Vị thánh này đến thăm các gia đình người Séc cùng với một thiên thần và một ác quỷ để xem những em nhỏ có ngoan ngoãn trong năm qua hay không. Ông tặng những túi kẹo và những món quà nho nhỏ cho những trẻ ngoan và một cục than hoặc khoai tây cho những trẻ hư. Hệ thống giáo dục của Ấn Độ từ lâu tập trung vào thành tích khoa bảng. Nhưng trong một sáng kiến mới lạ, chính quyền New Delhi vừa trình làng chương trình gọi là lớp học hạnh phúc trong các trường công, chuyển trọng tâm sang sự thoải mái tinh thần. Các nhà giáo dục hy vọng rằng ý tưởng này vốn chịu ảnh hưởng từ nước láng giềng nhỏ bé Bhutan sẽ giúp giảm mức độ căng thẳng và áp lực đang gia tăng ở một quốc gia có chỉ số hạnh phúc thấp trên thế giới. Mời quý vị đến thăm một trường học ở thủ đô Ấn Độ 5 tháng sau khi chương trình này được giới thiệu để tìm hiểu cụ thể như thế nào. Được trang bị một cuốn cẩm nang hạnh phúc, giáo viên yêu cầu những học sinh lớp 6 nhắm mắt trong vài phút để học cách sử dụng thời gian trong khoảnh khắc đó. Sau đó, ông kể một câu chuyện liên quan. Các học sinh tham gia nhiệt tình và ngay sau đó là thời gian dành cho hoạt động vui, chơi với một trái bóng tưởng tượng. Sau 5 tháng, lớp học hạnh phúc được triển khai tại các trường công lập ở New Delhi đã biến học đường thành nơi bớt áp lực căng thẳng đối với nhiều học sinh. Trước đây mỗi khi tới lớp chúng cháu phải lập tức lấy sách ra tập trung nhìn lên bảng và cố nhồi nhét kiến thức. Thật khó chịu khi lập tức phải vùi đầu vào bài học như vậy. Bây giờ sau giờ học hạnh phúc cháu cảm thấy bình tĩnh hơn và cháu có thể tập trung tốt hơn vào các môn học. Lớp học hạnh phúc sẽ không làm giảm áp lực có được thành tích học tập cao. Cặp sách, biểu tượng của một hệ thống giáo dục cạnh tranh cao thường nặng nề đến mức gần đây chính phủ đã đưa ra một số hạn chế về khối lượng. Và các cuộc đua và những trường đại học danh tiếng thường bắt đầu rất sớm. Sau giờ học, cháu học nửa giờ, sau đó là tham gia các lớp học thêm, rồi được chơi một lúc trong công viên, và lại học từ 8 đến 10 giờ rồi mới ăn tối.
Bộ trưởng Giáo dục của Delhi, người đứng đầu dự án lớp học hạnh phúc trong một hệ thống giáo dục cứng nhắc, hy vọng lớp học mới sẽ mang lại sự cân bằng. Căng thẳng, gánh nặng, kiểm tra, lo lắng, đậu và rớt. Tất cả những cụm từ này cứ lởn vởn trong tâm trí chúng ta, chẳng có hạnh phúc gì cả. Các lớp học hạnh phúc không có chấm điểm hoặc bài kiểm tra. Bên cạnh việc cung cấp các công cụ để đối phó với căng thẳng, các lớp học cũng nhằm mục đích giáo dục các giá trị như không nói dối và không trộm cắp. Câu chuyện mà giáo viên này kể sẽ khuyến khích học sinh mà phần nhiều có hoàn cảnh khó khăn giữ niềm tin vào bản thân. 5 tháng sau, Kedar Singh đã nhận thấy sự thay đổi. Học sinh ít nói dối hơn, ngừng bỏ học. Chúng ngồi xuống và tập trung tốt hơn vào học tập. Chúng cũng giảm hẳn học. Trước đây các học sinh thường mách về nhau với các giáo viên, nhưng điều đó giờ đã giảm đi. Hầu hết các nhà giáo dục đều đồng ý rằng tập trung vào sự thoải mái tinh thần đã bị trì trệ lâu nay đối với một thế hệ thường xuyên đối phó với những thách thức mới. Quy mô của dự án khiến cho Bộ trưởng Sisodia lạc quan. Khối lượng là sức mạnh. 1 triệu học sinh mỗi buổi sáng trong 20.000 phòng học ngồi cùng nhau thiền và thảo luận về hạnh phúc hay thảo luận về các mối quan hệ và cảm xúc sẽ giúp ích rất nhiều cho xã hội. Nhưng các nhà giáo dục cũng cảnh báo rằng thành công của dự án sẽ phụ thuộc vào cách mà mỗi giáo viên tiếp cận với học sinh. Máy bay không người lái đang ngày càng có vai trò quan trọng hơn trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, và các khả năng của những robot bay tự động này cũng ngày một nhiều hơn. Mời quý vị đến thăm Caltech, Viện Công nghệ California, nơi tiềm năng của máy bay không người lái đang được khám phá cho những mục đích sử dụng mới đáng ngạc nhiên. Vào những năm 1950, các kỹ sư và nhà khoa học của Caltech bắt đầu phát triển các robot thông minh tự hoạt động trong không gian mà không cần sự hướng dẫn trực tiếp từ các trạm điều khiển trên mặt đất. Và trong vài thập niên qua, những chiếc máy này chắc chắn đã phát triển rất nhiều. Yashwant Kumar làm việc với những robot này. Ông cho biết là sau khi nhận được nhiệm vụ từ trái đất, chúng sẽ tự tìm ra cách hoàn thành. Và nếu một trong những robot bị hỏng, các bạn đồng nghiệp sẽ sửa chữa hoặc tìm cách thay thế nó. Điều khiển tập trung là khi một máy tính sẽ điều khiển tất cả các robot và ra lệnh cho chúng phải làm gì. Công việc chúng tôi đang làm là phi tập trung hóa. Mỗi robot hoạt động độc lập, mỗi robot có một máy tính riêng, mỗi robot tự đưa ra quyết định. Dạy robot cách suy nghĩ như con người là mục tiêu của giáo sư kỹ thuật Caltech Mortiza Garib và các sinh viên của ông. Chúng tôi có các camera và một hệ thống quan sát các sinh viên, các giáo sư và kỹ sư. Ví dụ khi chỗ này hỏng, sửa chữa làm sao? Đây là tiến trình giải quyết vấn đề. Chúng tôi dạy cho máy bay không người lái cách tự học hỏi. Chúng tôi không chỉ cung cấp cho chúng thông tin để ghi nhớ. Một robot như vậy sẽ có thể hữu ích trong lần làm việc tiếp theo mà không cần được hướng dẫn. Để kiểm tra các máy bay không người lái của họ, các nhà khoa học Caltech sử dụng một bức tường gió đặc biệt tạo ra bởi các loại gió khác nhau, mô phỏng theo các điều kiện thời tiết khác nhau. Một máy bay không người lái có khả năng tự phân tích, có thể theo dõi tình hình trong bất cứ loại thảm họa nào, ứng phó và tự đưa ra quyết định nhanh, ví dụ như khởi sự sơ tán ngay lập tức. Sự hiện diện của các máy bay không người lái được gọi là giám hộ này hiện chỉ là một mô hình. Tuy nhiên, các nhà khoa học Caltech đã chế tạo ra nguyên mẫu xe cứu thương tự bay với kích cỡ của một chiếc xe hơi nhỏ. Khi được triển khai, nó có thể vận chuyển nạn nhân bị thương hoặc mắc kẹt từ các khu vực thảm họa khó tiếp cận và theo dõi dấu hiệu sinh tử của bệnh nhân trong suốt chuyến bay. Họ hứa sẽ cho ra đời một xe cứu thương bay trong từ 2 đến 3 năm tới để sử dụng ở một sở cứu hỏa. Chi phí tương đối cho một máy bay cứu thương không người lái tưởng như chỉ có trong các bộ phim viễn tưởng này dự kiến sẽ vào khoảng từ 5 đến 8 triệu đô la. Máu rồng, rễ cây mandrake và cây chuông độc được sử dụng cho những lời nguyền và làm chất độc trong series phim về Harry Potter. Nhưng trong thực tế, những loại cây có tên đáng sợ ấy lại được sử dụng cho mục đích y học và có thể được mua tại một hiệu bào chế thuốc.
Gần đây, một trong những hiệu bào chế thuốc cổ được gìn giữ tốt nhất ở Mỹ đã được biến thành một bảo tàng nhỏ tại Alexandria, bang Virginia. Bảo tàng này cho du khách một cái nhìn thoáng qua về các loại thuốc cổ xưa trước khi kháng sinh và các loại thuốc hiện đại có mặt. Mời quý vị theo dõi chi tiết. Trong hơn 140 năm, từ cuối những năm 1700 đến những năm 1930, hiệu bào chế thuốc của gia đình Stabler-Ledbetter đã phục vụ khách hàng với rất nhiều loại thuốc tuyệt vời khác nhau. Khi cửa hàng đóng cửa, chủ sở hữu mới của tòa nhà đã giữ nguyên mọi thứ và biến nó thành một viện bảo tàng. Rất nhiều loại thuốc mà mọi người thường mua ở đây có thể trị những bệnh nhẹ, các loại phát ban, các loại bệnh về da, cúm hay đau đầu. Bảo tàng bào chế này chứa hàng nghìn mặt hàng, chúng bao gồm cả các công cụ lấy máu và các chai thủy tinh coban dùng để lưu trữ các hóa chất độc hại. Giống như một nhà thuốc hiện đại, các hiệu bào chế này không chỉ đơn thuần bán thuốc mà thôi. Rất nhiều hóa chất khác như sơn, thuốc nhuộm và nước hoa được sản xuất và bán ở đây. Nhưng những thứ khác như máy may, bút, dao cạo và cả bình sữa trẻ em cũng được bán ở đây. Trên kệ hàng ban đầu của cửa hàng là hàng chục chai thủy tinh được thổi thủ công, có nhãn bằng lá vàng chứa chất lỏng. Những chai này có lẽ là một phần của bộ sưu tập của hiệu thuốc từ những năm 1850. Có chai vẫn còn lại dấu vết của các loại thuốc cổ. Những chai khác đáng ngạc nhiên vẫn còn chứa chất lỏng của nhiều thập kỷ, bao gồm quế, iốt, chất khử trùng và thuốc gây nghiện có nguồn gốc từ hóa thuốc phiện. Thuốc gây nghiện là một loại thuốc giảm đau rất hiệu quả và nó thường được sử dụng để điều trị bệnh cúm hoặc kiết lỵ. Căn phòng trên lầu trông giống như trong bộ phim Harry Potter với những hộp gỗ cũ và ngăn kéo để lưu trữ các loại thảo mộc và thực vật khác. Aconite hay Wolfsbane là thuốc giảm đau ngoài da, nhưng trong thế giới phù phép thì đây lại là loài cây giúp kiểm soát người sói trong quá trình biến đổi khi trăng tròn. Trong quá trình biến đổi từ người sang sói, thuốc này giúp bạn vượt qua đến kỳ trăng tới, nhưng sử dụng thực tế là dành cho bệnh gút và đau khớp. Và tiếp theo là máu rồng được sử dụng để chế tạo chất độc trong series phim về Harry Potter. Nhưng cây máu rồng thực tế là loại cây có nhựa màu đỏ, chủ yếu được sử dụng làm sơn bóng. Còn những củ cà rốt khô này giúp kháng viêm. Đáng ngạc nhiên là chúng trông giống như lúc chúng được đóng gói và gửi đi vậy. Vị khách từ California này bị hấp dẫn bởi sự đa dạng của thực vật, trong đó bao gồm các loại cây cần sa. Sử dụng thảo mộc và thuốc chiết xuất từ thực vật đang quay trở lại, và mọi người đang bị thu hút. Vì vậy, đối với tôi, điều này là thú vị nhất, vì tôi làm việc trong ngành công nghiệp cần sa. Dù một số loại thuốc đã bị loại bỏ sau khi được biết là độc hại, tới nay chúng ta vẫn dựa vào nhiều loại thuốc cổ xưa cho cuộc sống hiện đại hôm nay. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chương trình Học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our saying today is fit in from the Emoji Movie. This film tells a story involving emojis, the images used to express emotions in text messages. An emoji named Gene wants to be normal. For him, that means having just one expression instead of many. Listen for the saying, fit in. I'm an emoji. I've got to have some sort of purpose here. I'm going to help you. We need to get off the phone and find the source code. Then I can fit in. Let's roll! So what is the meaning of fit in? Is it to belong to the group or be the right size? Listen again. Were you correct? I'm an emoji. I've got to have some sort of purpose here. I'm going to help you. We need to get off the phone and find the source code. Then I can fit in. Let's roll! Fit in means to belong to a group. It means you are accepted by others because you are like them. Gene did not want to be different from other emojis. He just wanted to be normal.
Many people say that they too just want to fit in. And that is English at the Movies. I'm Anne Ball. This is Everyday Grammar. I'm Kaveh. And I'm Lucia. Kaveh, you look tired. Did you get enough sleep last night? The fire alarm in my building went off at 5 a.m. But I had to get up early anyway. I'm sorry to hear that. Anyway, let's talk about today's lesson. Anyway, as one word, is a common adverb in everyday speech. It is used to show disagreement or contrast and appears either at the beginning or the end of the sentence. There are two main ways that anyway is used in conversation. One is to show contrast with another speaker's point. And the other is to signal change in conversation. To show that you will talk about something different. Anyway, at the end of the sentence, generally shows contrast. It does not always mean the speaker disagrees, but signals a comparison. I can't find my bus pass. That's okay, I'll let you ride anyway. Anyway, at the beginning of a sentence, shows that the speaker wants to talk about a different and usually more important subject. Consider this conversation of two people at work. Hey, it's almost lunchtime. Where are you going to go eat? I'm not sure. I was thinking of going to the deli. Yeah, that sounds good. Anyway, can you send me those numbers so I can finish the report? And that's Everyday Grammar. Welcome to the Voice of America's News Words. This news word is about a housing project in Amsterdam, the capital of the Netherlands. Integration. The Startblok project wants to be an example of integration. By mixing young refugees with residents and giving them responsibility to manage the student center, hopes are that integration will be quick and natural. Integration is when a person or a group becomes part of a larger group or organization. Integration is also when two or more things combine to create something different. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiengviet.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt, hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube, sau khi nhấn đăng ký, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video hay bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.